lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, thiên tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc cho người tuổi Thân. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, dù ảnh hưởng của lục xung nhưng thái độ của người tuổi Tý quyết định ngày hôm nay sẽ thế nào. Nếu bạn rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình, bạn sẽ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bạn đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười, sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây là ngày để tuổi Tý hành động nhanh và dứt khoát với sự che chở của chính quan. Cơ hội sẽ đến nhưng nó sẽ không tồn tại lâu, vì thế bạn nên có sự chuẩn bị và nắm bắt ngay khi nó xuất hiện. Sự chần chừ sẽ khiến cho bạn phải nuối tiếc. Ngũ hành xung khắc dự báo những rắc rối về tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn trong khoảng thời gian này. Nhân cơ hội này, hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau, đừng ngồi đó mà đổ lại cho số phận. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đừng quá tự tin, tự phụ về khả năng của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, sự nóng vội chỉ để lộ sự yếu kém của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, một số sự thật có thể gây mất lòng với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, được hậu thuẫn nhưng chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng tính toán chi li vì bạn chẳng tránh được mọi việc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, Sửu Ngọ tương hại khiến cho những ngày cuối năm của con giáp tuổi Sửu có thể đang trong cơn cuồng mua sắm và muốn vung tay một chút. Tuy nhiên, đừng quên rằng bạn đang không trong điều kiện kinh tế thoải mái, vì thế nên chặt chẽ và cẩn trọng một chút hơn trong chi tiêu. Thường quan xuất hiện cho thấy người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối. Bạn nhớ lắng nghe những lời chia sẻ và cả những đóng góp từ bạn bè, người thân, họ sẽ có những lời khuyên giá trị dành cho bạn. Thổ hỏa tương sinh tạo điều kiện thuận lợi để bạn cố gắng duy trì một số mối quan hệ có thể đang dần rạn nứt với đồng nghiệp hoặc với bạn bè. Mặc dù đây không phải là thói quen của bạn nhưng nó cũng cho thấy bạn đang rất cố gắng. Hẳn nhiên mọi người sẽ hiểu thiện chí của bạn và sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, không nên giải thích nhiều vì không ai lắng nghe bạn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nên cố gắng kiểm soát cảm xúc cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tâm trạng thất thường dễ đưa ra những quyết định sai. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, ưu tiên các giải pháp an toàn nhất cho bạn và mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đường tình duyên trắc trở do sự cố chấp của bạn. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hôm nay, nhờ có tam hợp soi đường chỉ lối mà nay con giáp tuổi Dần đã khéo léo hơn trong cách hành xử, đặc biệt là đối với một nửa của mình. Chuyện tình cảm nhờ đó mà được cải thiện rõ rệt, cả hai yêu thương và quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn mỗi ngày. Thiên ân hỗ trợ để mọi việc hôm nay của người tuổi Dần được hành thông, bạn có khả năng xử lý vấn đề vô cùng tài tình, vì thế nên chẳng có điều gì có thể cản bước bạn cả. Bạn nên học cách lắng nghe thêm, góp ý của người khác thì kết quả công việc sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bạn mạnh tìm ra cách thức mới để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Có những sai lầm trong quá khứ bạn cũng được sửa chữa khi có được sự giúp sức nhiệt tình của bạn bè và người thân xung quanh. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hạnh phúc có được là nhờ bạn biết yêu thương bản thân. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa, chẳng ai quyết định thầy cho bạn cả, hãy tự tin lên. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, công việc hành thông cũng là khi bạn chủ động với mọi vấn đề. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, tình cảm bền đẹp khi ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy dành thời gian chuẩn bị lên kế hoạch cho năm mới. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi.
Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hàng ngày, ảnh hưởng của tương phá nên cuộc sống con giáp tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều, có lúc bạn cảm thấy mất thăng bằng vì những thay đổi này. Việc này lúc đầu có thể bạn tưởng rằng do hoàn cảnh, nhưng ngẫm lại bạn lại thấy do bạn là phần nhiều. Khuyên bản mệnh lúc này nên học cách để thích nghi. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của người tuổi Mão hôm nay hành thông thuận lợi hơn. Có thể thấy bạn hoàn thành được khá nhiều hạng mục công việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch sắp tới. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm. Vì thế, người độc thân hứa hẹn sẽ có cơ hội thoát kiếp độc thân nếu bạn biết mở lòng mình cho người khác một cơ hội. Những cặp đôi đang rất hạnh phúc thì cùng nhau bàn kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, suy tư quá nhiều khiến bạn mất đi cơ hội tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, bạn tự gây ra rắc rối cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, không nên có tâm lý may rủi khi làm việc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cố gắng kiếm tiền dựa trên sức của mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nếu chủ động thì sẽ ít gặp phải rắc rối trong cuộc sống. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, tím. Quý nhân phù trợ Mùi, Dậu. Tử vi tuổi Thìn, xem lịch ngày tốt, hôm nay thực thân cho người tuổi Thìn cơ hội gặp người sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm, suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó. Hẳn nhiên bạn hạnh phúc với điều này và sẵn sàng chuyển mình thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm riêng. Hỏa thổ tương sinh cho thấy công việc của bản mệnh lúc này thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại nào đáng kể. Do đó, bạn nhớ tập trung để còn tăng tốc, hoàn thành mục tiêu đã đề ra nhé! Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 16 âm lịch, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, công sức lao động được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, học cách lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cần chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ nên tiêu xài phung phí. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, trắng, quý nhân phù trợ Dần, Thìn. Tử vi tuổi Tỵ, ngày hôm nay là cơ hội để cải thiện các mối quan hệ, kể cả trong công việc, đời sống tình cảm hay các mối quan hệ bạn bè. Nhân khi có tam mội giúp sức, bạn hãy cố gắng thể hiện sự thân thiện, cởi mở của mình để có thể có được sự yêu quý và sẻ chia nhiều hơn. Ngày nay dự báo có những tranh chấp không đáng có khi mà Tỵ Kiên gây ra những cản trở trong công việc, khiến cho người tuổi Tỵ khó hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này nên tập trung vào giải pháp thay vì vấn đề. Trong ngày này, vị trí tài thần ở hướng đông phía trong nhà bếp, bếp lò và phòng giã gạo, phòng thái phụ ở chính, do đó không nên tiếp xúc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, không nên coi mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên đưa ra quyết định đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi. Xem tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Ngọ Ngọ tự hình cho thấy thời gian cuối năm con giáp tuổi Ngọ có nhiều băn khoăn trong lòng, có thể là vì nhìn lại một năm bạn vẫn chưa làm được nhiều việc như mong muốn hoặc một số mục tiêu chưa hoàn thành vẫn còn dang dở. Ai đó muốn tuổi Ngọ giúp đỡ họ, nhưng trên thực tế thì kiếp tài chỉ ra rằng vấn đề của họ chỉ có thể là một rắc rối mà tự bản thân họ nghĩ ra mà thôi. Thế nên đừng làm căng thẳng hóa vấn đề và cũng đừng bận tâm quá nhiều đến quyết định, bạn sẽ mệt mỏi đấy. Hỏa khí vượng sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Lúc này, liệu pháp chăm sóc cơ thể và tinh thần tốt nhất chính là spa, việc tận hưởng cảm giác thoải mái. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn hoàn toàn để được hồi phục lại năng lượng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, vợ chồng bất đồng quan điểm nhưng không đáng ngại. Tử vi tuổi Bính Ngọ,
Thủy, tiểu nhân lợi dụng, dễ bị mất tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, cần xác định rõ khả năng của mình, đừng đặt mục tiêu xa vời. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nhận được sự thấu hiểu của người ấy. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, da cam, quý nhân phù trợ, thân, tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi phương Đông, ngọ Mùi hợp nhật nguyệt giúp cho con giáp tuổi Mùi có góc nhìn tích cực hơn so với những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Nhờ thế mà thái độ của bạn mệnh rất hòa nhã, vui vẻ, dễ gần với tất cả mọi người. Là người cuồng công việc, tuổi Mùi luôn tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất. Đôi khi, chính hành động tham công tiếc việc khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng khủng hoảng và căng thẳng trầm trọng dưới sự tác động tiêu cực của thương quan. Ngũ hành tương sinh mà lại tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của bản mệnh, những người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ. Dù bình thường bạn không thích chuyện mai mối, nhưng hãy cứ thử cho cả hai một cơ hội xem sao. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy tự tìm ra và thay đổi những tính xấu của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nên mở lòng với mọi người, đừng quá mức soi mói. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, quan hệ xã hội tốt đẹp, có cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Con số may mắn 6, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ. Tử vi tuổi Thân, xem bói tử vi, thiên tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc để người tuổi Thân có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình và gia tăng thu nhập trong tương lai. Có thể chỉ nhờ một lời chỉ dẫn của ai đó mà bạn cũng có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Kim hỏa xung khắc khiến sức khỏe đi xuống trong ngày này. Hoạt động tốt nhất để giảm tải căng thẳng chính là đi bộ. Việc vận động này sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, vừa làm cho tâm trí, đầu óc cũng được thông thoáng. Như vậy, bạn có thể dễ dàng trở lại và hoàn thành một công việc rắc rối của mình. Ngày 29 tháng 12 năm 2020 dương lịch là ngày Can Bính. Ngày Can Bính thì không trị bệnh ở vai, do đó bạn mệnh nên lưu ý việc này để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chú ý hơn trong cách bày tỏ quan điểm của mình. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, vận trình công danh suôn sẻ và nhẹ nhàng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, chú ý khi giao tiếp, tránh sử dụng từ ngữ nặng nề. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nhận được tin vui trên phương diện tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng kim, trắng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chính tài dự báo con giáp tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn nữa trong ngày hôm nay. Thế nhưng đây là ngày để bạn áp dụng kỷ luật trong cuồng quay của đời sống để hạn chế việc tiêu xài hoang phí, mua sắm tùy hứng. Để tiết kiệm được tiền bạc, bạn nên nghĩ xa hơn cho tương lai của mình. Khi xác định được mục tiêu rồi thì bạn sẽ không bị cám dỗ quá bởi những sở thích nhất thời. Vì thế, hãy lập kế hoạch tiền bạc cho năm tới, vài năm nữa của bạn luôn đi nhé! Kim hỏa xung khắc dự báo hôm nay sẽ là một ngày có thể bị áp lực về mặt cảm xúc. Điều đó sẽ làm cho bạn bớt đi sự tự tin, chủ động cho mọi hành động của mình. Đừng để bất cứ công việc nào bị trì trệ vì chính những cảm giác này. Hãy cố gắng tìm lối thoát cho mình, càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, sẵn sàng gây gổ, nổi nóng với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, thể hiện được quyền uy của mình, được người khác nể trọng. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, ghi, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, người tuổi Tuất độc thân sẽ có ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà bạn đang tìm hiểu trong ngày tam hợp nâng đỡ. Đường tình duyên của những cặp đôi nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Hai người cảm thấy bình yên sau những sóng gió cả hai từng cùng nhau trải qua.
Hôm nay, tuổi Tuất có thể tìm kiếm niềm vui cho mình bằng những điều mà bạn yêu thích thực sự, có ý tưởng ngày hôm nay dưới sự chỉ dẫn của thực thân. Đây là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm thông qua việc tìm hiểu những giá trị mới của đời sống mà bạn thực sự hứng thú. Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh được cải thiện đáng kể nhờ thói quen chăm chỉ tập luyện của bạn được cải thiện trong thời gian dài vừa qua. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa nên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm để tìm ra bước đi phù hợp. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, người độc thân nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, không nên cố tình che giấu vấn đề gặp phải. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chia sẻ khó khăn với mọi người. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, thiên quan dự báo hôm nay, gia đình và sự nghiệp có thể là sự mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chút lệch pha bé nhỏ và con giáp tuổi Hợi có thể dàn xếp được. Đây là ngày mà bạn buộc phải học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Thủy hỏa tương khắc dự báo rắc rối về tiền. Khi nói đến tiền bạc, tốt nhất là nên chậm rãi và thận trọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ khi đứng trước bất cứ vấn đề lớn nào về tiền nong. Chớ nên vội vàng thiếu tính toán, nếu không bạn sẽ đau đầu về tiền trong tương lai đấy. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu xa, bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành là hướng Tây Nam để gặp hỷ thân, hướng Đông để gặp tài thân. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, đánh giá của bạn có phần nóng vội, dễ sai sót. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, càng khiêm tốn, bạn càng hạn chế được rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, hãy bỏ qua sai lầm của ai đó, họ không cố ý. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, cách giải quyết vấn đề của bạn chưa thực sự tối ưu. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, hãy biết lắng nghe nhiều hơn nữa. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Tuổi nào sẽ gặp được nhiều điều như ý trong ngày hôm nay? Đó có thể là người tuổi Tuất. Tuổi nào sẽ gặp rắc rối trong ngày thứ 3 này? Đó có thể là tuổi Sửu hay tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.